Xin chào toàn thể quý khán giả, chúng ta sẽ cùng đến với sân bóng đá Phú Nhuận. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng chứng kiến trận đấu trong khuôn khổ của bảng đấu C của Đại hội Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 9 năm 2022, môn bóng đá nam. Võ Chí Thiện. Chí Thiện sẽ là mũi nhọn tấn công của đội bóng trắng ở trong trận đấu năm nay. Tại Di Maria không vào. Cú đá bằng chân trái quen thuộc của Tài Di Maria. Đường chuyền rất hay. Đây sẽ là cơ hội dành cho các thủ quân Vĩnh Thạnh. Tình huống xử lý không thành công đến từ Tô Nguyễn Trường Ân. Trường Ân. Nguyễn. 1-0 dành cho các thủ quân Vĩnh Thạnh và cú đạp bóng của Tài Di Maria. Và cuối cùng thì hệ thống phòng ngự của Bộ Tư lệnh cũng đã bị vượt qua. Khá là dễ dàng ở trong tình huống dứt điểm vừa rồi của Tài Di Maria vào lưới của thủ môn Phạm Thanh Bình. 1-0. Và như vậy thì điều gì đến cũng đã đến. Đội bóng được đánh giá cao hơn với rất nhiều ngôi sao trong đội hình cũng đã nổ súng. Nên nhớ Bộ Tư lệnh của chúng ta đã để thua quận Phú Nhuận với cách biệt là 11 bàn với tỷ số là 1-12. Một kết quả ở trận đấu trước, Phú Hào cùng với Trao Vĩ Hoàng sẽ là cặp tiền vệ trung tâm ở trong trận đấu năm nay. Tại Di Maria rất dễ dàng vượt qua, chắc chắn sẽ là một tình huống penalty thôi. Về tốc độ, về sự khéo léo thì Tại Di Maria có thể nói là nhỉnh hơn rất nhiều so với hàng phòng ngự của Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh. Và bây giờ sẽ là quả penalty. Rõ ràng đó là một tình huống phạm lỗi và trọng tài chính xác và đưa ra quyết định rất nhanh. Và người thực hiện sẽ là Võ Chí Thiện, tiền đạo của đội bóng trắng. Chí Thiện đối đầu cùng với Thanh Bình. Chí Thiện rất dễ dàng. Tỷ số là 2-0. Cả hai bàn thắng đều đã có dấu giày của Tài Di Maria, người đã di chuyển ở cánh trái, cắt vào bên trong và bị đối phương phạm lỗi từ phía sau, tạo điều kiện cho Võ Chí Thiện ghi bàn ở trên chấm đá penalty vừa rồi. Xin chào anh Hoàng Rennie nhá. Chí Thiện, bàn thắng thứ 3 rồi. Bàn thắng thứ 3 rất dễ dàng dành cho đội bóng áo trắng. Khá là dễ dàng. Một kịch bản đã được dự đoán từ trước. Dễ hiểu thôi. Quá nhiều ngôi sao và đội hình mạnh như súng của các cầu thủ quận Bình Thạnh. Trao Huy Hoàng, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh mang tinh thần được chuyền vào. Bàn thắng thứ 4 dành cho các cầu thủ quận Bình Thạnh. Thằng Neymar bây giờ sắm vai người kiến thiết để cho cầu thủ mang số 10 là Võ Chí Thiện tiếp tục ghi bàn. 4-0. Với một thế trận như thế này thì có vẻ như sẽ là một kịch bản tương tự. Tiếp tục là tín đen. Đưa bóng vào. Sau đó thì bóng đã về chân của đội áo xanh. Neymar. Tuấn Vinh. Được chuyền rất hay.
Hay rồi, bàn thắng tiếp theo. Các đường truyền với sự chính xác cực kỳ cao của các cầu thủ đội bóng áo trắng. Thì rõ ràng thì hệ thống phòng ngự của đội bóng áo xanh là khá hiền, chưa có được sự chắc chắn và kín kẽ cần thiết. Chỉ cần vài cú vỗ bóng đến từ Quận Bình Thạnh thì hệ thống phòng ngự của đội bóng áo xanh đã lộ ra nhiều khoảng trống rồi. Và chỉ cần vài đường truyền thôi thì bàn thắng cũng đã đến, với bàn thắng thứ 5 của cầu thủ ma số 8 bên phía Quận Bình Thạnh. Tô Nguyễn Trường Ân là người đã ghi bàn. Những tình huống đập nhà cực kỳ mềm mại. Tín Đen. Pha lao xuống của số 8 là Trường Ân. Tốt rồi, Nguyễn Phúc. Đấy rồi. Thôi thì chắc chắn sẽ là bàn thắng tiếp theo thôi. Sáu không, quá đơn giản. Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh sẽ chỉ còn thi đấu vì tinh thần thép của lực lượng vũ trang nhân dân. Hoàng Cao. Được không? Đó là bản năng của Phúc Lùi. Quá dễ dàng. Một trong những kẻ cắp không gian tuyệt hảo của Quận Bình Thạnh đang sở hữu. Chỉ cần bóng đến chân của Nguyễn Phúc thì anh có thể tạo ra một tình huống ghi bàn, với độ chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng là rất cao. Chí Việt cú đúp và Nguyễn Phúc vào sân để thay thế cho Võ Chí Thiện cũng có được cú đúp vào lúc này. 7-0. Cơ hội. Trường Ân. Lần này là cú đá của Trường Ân, bóng đi lên trời và thiếu đi sự chính xác. Chưa có bàn thắng. Thằng Neymar. Neymar. Lại penalty. Đây không khác gì là một trận đấu tập cả, hay là một trận đấu giao hữu nào đó. Người đứng trước quả đá này chính là Nguyễn Phúc. Chúng ta hãy cùng chờ đợi vào Phúc Lùi. Dứt điểm rất chính xác. Chưa bao giờ mà ghi bàn lại dễ như ăn kẹo như vậy. Tỷ số bây giờ 8-0 rồi. Động lực thi đấu của Quận Bình Thạnh cùng với Bộ Tư lệnh sẽ dường như là không còn nữa. Bởi lẽ trận đấu đã ngã. Khá là nguy hiểm. Sẽ là tình huống đá phạt góc dành cho Quận Bình Thạnh. Vẫn còn.
Dứt điểm. Bàn thắng thứ 9 rồi. Bàn thắng thứ 9 cũng đã đến dành cho Quân Bình Thạnh. Cú hat-trick dành cho Phúc Lùi. Ngày hôm nay thì Quân Bình Thạnh đang tạo ra một cơn mưa bàn thắng giữa một thời tiết cực kỳ nắng gắt ở trên sân Phú Nhuận của chúng ta. Khá tốt. Xuân Lộc dứt điểm. Không vào. Cú đá của Xuân Lộc và đó là tình huống dứt điểm nguy hiểm đầu tiên của Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh ở trong trận đấu ngày hôm nay. Và tất cả những vấn đề này sẽ phải đề ra những phương án để có thể xoay chuyển được cục diện. Rất nguy hiểm, như vậy là bàn thắng thứ 10 cho các thủ Quân Bình Thạnh. Lại là một sai lầm chết người nữa ở khu vực hàng phòng ngự. Sai lầm tới từ vị trí của trung vệ mang số 10. Có thể nói là Thanh Tâm đã không chơi không tốt ở trong tình huống vừa rồi. Bàn thắng thứ 10, người lập công lần này là cầu thủ mang số 23, đó là Đinh Trung Kiên. Bàn thắng tới rất dễ dàng dành cho cao thủ của Bình Thạnh. Chỉ với một đường chuyền, họ liên tiếp mắc những sai lầm. Cơ hội dành cho Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh. Vẫn còn. Chưa thể tung ra cú dứt điểm cuối cùng, rất đáng tiếc. Một cơ hội không thể nào tốt hơn. Có thể nói là một phép bầu đã tới đối với các thủ Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh ở trong hiệp thi đấu thứ hai này. Và Nguyễn Lê Quyền sau khi vào sân, ở Nguyễn Lê Quyền dâng lên để chơi ở vị trí trung phong. Và lần này là cầu thủ Hoàng Xuân Lộc rất thoáng bên phía cánh phải. Cắt ngang. Bàn thắng thứ 11 rồi. Lại thêm một khoảng trống cực kỳ rộng rãi nữa ở bên phía cánh phải. Và rõ ràng đó là một trong những bài đánh quá cơ bản cho các thủ quận Bình Thạnh. Bàn thắng thứ 11 cho đội bóng trắng. Người đã có tình huống kiến tạo trong tình huống vừa rồi là Nguyễn Hồng Thạnh. Như vậy lúc này Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có sự thay đổi người. Vào sân sẽ là cầu thủ mang áo số 9, đó là Võ Minh Mẫn. Và Hà Anh Đức sẽ là cái tên rút ra nghỉ với bàn thắng vừa rồi của Đinh Trung Kiên. Hữu Tài rất bình tĩnh. Thành Sang đường chuyền rất hay, không hề có lỗi bên bên. 12 là con số bàn thắng của quận Bình Thạnh ở thời điểm này. Có thể nói rằng tới thời điểm này 12 bàn thắng thì đã có tới 9 bàn nó rơi vào một thế cực kỳ đơn giản cho đội bóng trắng. Một lần nữa hàng phòng ngự của Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh đã bị đánh bại một cách quá dễ dàng. Như vậy lúc này một cầu thủ bên phía Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh đang phải nằm sân. Một ngày thi đấu mà họ đã gặp quá nhiều sự bất lợi. Vẫn đang là những đường chuyền rất mềm mại của các thủ quân Bình Thạnh. Một lần nữa thì Hồng Thạnh đã có khoảng trống. Rất nguy hiểm, đánh đầu. Những quả tạt cực kỳ chất lượng của Nguyễn Hồng Thạch. Ngày hôm nay Thạch Đây Ma vẫn đang cho thấy được một tốc độ tuyệt vời của mình ở bên phía cánh phải. Trung Kiên, đường chuyền rất hay của Trung Kiên. Khoảng trống. Chân trái. Bàn thắng thứ 13. Bàn thắng thứ 13 cho quận Bình Thạnh. Quá khủng khiếp. Bàn thắng của chân sút 21 đó là Nguyễn Phúc. Một pha xử lý rất gọn đối diện với khung thành của thủ môn Trương Công Thắng.
anh đã rất tỉnh táo để có thể ngoắt qua hướng quan sát của Trương Công Thắng trước khi tung ra cú dứt